cải tạo căn nhà cũ, đôi vợ chồng bất ngờ phát hiện vali chứa 1 tỷ đồng. Câu chuyện được đôi vợ chồng ở Cleveland, bang Ohio, nước Mỹ chia sẻ từ năm 2016, nhưng gần đây bỗng gây chú ý trở lại. Theo đó, hai vợ chồng sống trong một ngôi nhà được xây dựng vào cuối những năm 40. Sau vài năm sinh sống, họ quyết định sửa sang để ngôi nhà trông mới và đẹp hơn. Vốn là người thích tự tay làm mọi thứ, người chồng bắt đầu sửa toàn bộ tầng 1 và tầng 2 của ngôi nhà. Đến khi xé toạc trần nhà bụi bặm ở tầng hầm, anh ngỡ ngàng phát hiện hai chiếc vali nhỏ màu xanh lá cây và màu xám. Hai vợ chồng sửng sốt và có phần sợ hãi khi tìm được 17.000 bảng Anh, khoảng 509 triệu đồng tiền mặt trong chiếc vali đầu tiên. Ngoài ra còn có nhiều hóa đơn thanh toán từ năm 1928 đến năm 1934. Cặp đôi càng sốc hơn khi mở chiếc vali thứ hai và thấy bên trong cũng chứa đầy tiền mặt. Tổng số tiền mà họ tìm thấy trong cả hai vali là 33.000 bảng Anh, khoảng 983,9 triệu đồng. Sau khi tìm hiểu các dự luật đặc biệt và nói chuyện với luật sư và các vấn đề pháp lý liên quan, thì cuối cùng số tiền đã được giải quyết ổn thỏa và hai vợ chồng được phép sở hữu gần 1 tỷ đồng đó. Trước đây, một người có tên là John Reynolds, 35 tuổi ở Texas, nước Mỹ, cũng bất ngờ không kém khi phát hiện trong khu vườn của mình có một hồ bơi xịn sò. Cụ thể, người đàn ông đã mua một căn nhà xuống cấp có 3 phòng ngủ, kèm theo đó là một khu vườn bỏ hoang khá cũ nát xuống cấp. Tuy nhiên, sau trận mưa lớn, bỗng nhiên một chiếc hồ bơi diện tích 10 x 5m đã lộ ra làm anh bỗng phát tài, khi từ căn nhà giá 500 triệu, nay được nhiều người hỏi mua với giá 5 tỷ đồng.